thai được 8 tuần mày mới biết. Tạo chịu mày. Mà thời gian này mày cố gắng giữ gìn sức khỏe vào, ăn uống đảm bảo, vừa tốt cho mày, mà em bé còn phát triển nữa. Này, không nói gì à? Mày cứ im im như thế, chị biết đường nào mà lấn. Em không sao, chỉ là vẫn chưa tin được là mình có thai thôi. Tao biết còn nhiều người không tin nổi lắm. Mà mày có định suy nghĩ lại không? Gọi cho Gian đi. Tao đoán Gian sẽ sốc lắm đấy. Sao đấy? Không nghe máy. Thì không nghe mày gọi lại, nhắn tin cũng được. Điều đấy có nghĩa là đến ông trời cũng không muốn em cho Gian biết. Sao chị biết bà ở trong đây mà vào tìm? Có lần tôi đưa bác ấy vào viện, biết bác ấy có người quen ở trong này, nên bà hỏi thử xem có thông tin gì không. Alo. Anh yêu đang ở đâu đấy? Anh đang đi có việc. Đi với ai đấy chồng? Thì đi một mình. Mà thôi anh đang bận nhá, có gì anh gọi sau. Thế đi. Mà anh gọi à? Tôi và cậu có làm gì khuất tất đâu mà cậu phải nói dối. Đơn giản là tôi không muốn lằng nhằng. Mà giữa tôi với chị có gì thì cô ấy cũng không có quyền can thiệp. Với lại tôi với Mai Anh bây giờ cũng không có gì liên quan với nhau nữa. Anh có chắc là mình không còn liên quan hay ràng buộc gì nhau không? Em lại tới đây làm gì? Em đi khám thai. Đừng bảo hai người đến đây để đi. Vớ vẩn. Người ta không phải kiểu như em nghĩ đâu. Anh nói ai vớ vẩn đấy? Hai người tự giải quyết đi, tôi đi trước đây. Này, anh đưa em về, em có chuyện muốn nói với anh. Để lúc khác, anh đang bận. Em có chuyện muốn nói. Được, bác vào khám đã. Bỏ ra. Bác ơi, bác ra ở đâu thế ạ? Nhanh mẹ, đi ra. Có gì việc? Tại cô và mẹ tôi mới đi ra ngoài xong bị xe của mấy thằng con lợn kia đâm ấy. Thôi công ơi. Khổ thân mẹ tôi quá. Anh từ từ thôi. Khổ thân mẹ tôi quá. Ôi con ơi, đau quá.